Bạn thân yêu hỡi hãy đến bên tôi, cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui, bao nhọc nhằn khó khăn ta sẽ cố gắng vượt qua. Và niềm hạnh phúc chợt đến nơi đây, tình thân ái khi ta sum vầy, bao ưu phiền sẽ qua, ta hãy hòa chung tiếng ca. Leo and you, bạn hãy đến đây cùng Leo and you, bạn hãy thăm sang trong tim chúng ta, niềm khát khao như tràn dâng khắp nơi. Leo and you, bạn hãy đến đây cùng Leo and you, bạn hãy hát lên cho cuộc sống này sẽ mãi luôn tươi đẹp hơn từng ngày. Leo Thanh Tùng xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Leo và bạn với tên gọi tiếng Anh là Leo and You. Xin cảm ơn nhãn hàng Cô Gắt Mắt Fest thổi bùng cơn lốc sảng khoái đã đem lại chương trình này cùng với chúng tôi. Và nếu như mỗi ngày có một điều ước thì điều ước ngày hôm nay của Tùng đó chính là mang lại niềm vui cho tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ hãy cùng Tùng đến với một người bạn rất quen thuộc của chương trình, đó là VJ Lê Huy. À anh Lê Huy à, em hỏi này nha, em nghe nói là trước khi mà quyết định làm VJ á thì anh cũng tham gia một nhóm nhảy và cũng quyết định theo con đường ca hát đúng không ạ? Cái vấn đề đó thì hiện tại thì anh còn đang suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì trước đây thì công nhận là anh có muốn tham gia vào nhóm hát thiệt, nhưng mà có một thời gian thì tại chưa có điều kiện và chưa đủ khả năng để mình thực hiện được cái niềm đam mê đó, nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa chưa là cái gì hết. Mà anh có một câu hỏi anh muốn hỏi Phương Linh nè. Tại anh thấy hầu hết là các ca sĩ trẻ vừa bước vào cái gọi là cái con đường ca hát á thì họ thường chọn là hát nhóm. Theo Phương Linh thì nếu mà là Phương Linh thì Phương Linh sẽ chọn hát nhóm hay là hát solo? Em nghĩ là em sẽ lựa chọn cách hát solo. Tại vì cái việc mà hát nhóm á thì muốn hát nhóm thì mình phải tập hợp được rất là nhiều thành viên và cũng phải tập luyện sao cho nó khớp với nhau, thì em thấy cái vấn đề đó cũng là khó khăn. Cái đó cũng đúng. Và sẵn tiện thì Lê Huy và Phương Linh đang bàn về vấn đề này thì anh có một kết luận chung muốn kể cho Phương Linh cũng như là các bạn khán giả, không biết các bạn khán giả thấy thế nào. Đó chính là đa số thì những bạn trẻ thường hát nhóm, bởi vì khi mà hát nhóm xong, nhóm có tên tuổi rồi, nổi tiếng rồi thì họ sẽ bắt đầu định hướng được cái con đường riêng của họ, và đó cũng là điều mà họ mong muốn nhất kể từ khi bắt đầu nhóm. Mà cũng đúng thôi anh à, em thấy là tại vì trong mỗi nhóm hát á thì mỗi thành viên giữ một vai trò nhất định, nên có lẽ là họ không phát huy được hết cái thế mạnh của mình, nên bởi vậy mà cũng đúng thôi. Nhiều khi tham gia vào nhóm thì ước mơ mà đúng rồi, định hướng của mỗi thành viên cho một nhóm thì khác nhau ấy mà. Đúng rồi, nhưng mà không phải thành viên nào mà khi một cái nhóm nào khi tan rã sẽ có thành viên sẽ không đủ sức để mà đi hát solo. Và anh nghĩ là do mô hình nhóm á, khi mà hợp lại một nhóm với nhau á thì mỗi người trong nhóm đều sẽ tận dụng một phần nào đó về khả năng và kỹ năng ca hát của họ thôi, nên khi mà tách ra thì họ không đủ sức. Còn về những người mà những thành viên mà nổi bật sẵn trong nhóm rồi, khi họ tách ra solo thì họ sẽ tỏa sáng hơn rất là nhiều. Mà không chỉ ở riêng ở Việt Nam mà em thấy ở trên thế giới cũng như vậy. Và cái mô hình này thì rất là phổ biến. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số trường hợp tiêu biểu nhé. Giọng hát nam tính đầy sức mê hoặc của Ronan Keating và sự ra đi khỏi nhóm Boyzone đình đám một thời. Trên ca sĩ nổi loạn Robbie Williams, một cá tính âm nhạc đặc biệt tách ra từ Tech Tag. Justin Timberlake đã thật sự nổi bật hơn tất cả các thành viên khác còn lại từ NSYNC khi tách ra solo. Beyoncé khi tách khỏi Destiny Child đã bừng sáng trên bầu trời âm nhạc quốc tế. Cheryl Cole của Girls Aloud cũng là một ví dụ điển hình của cá nhân solo thành công sau khi tách nhóm. À mà còn nhiều trường hợp khác như vậy lắm anh à. Hình như là cái con đường tham gia đoàn nhóm nó không phải là cái định hướng dài lâu của những nghệ sĩ và ở Việt Nam cũng như vậy. Chẳng hạn như là một số nghệ sĩ như anh thấy là tham gia nhóm xong rồi tách ra rất là nhiều lần. Đó chính là ví dụ như là Phạm Quỳnh Anh nè, Thu Thủy nè, rồi Lương Bích Hữu nè, và Ưng Hoàng Phúc nữa. Đúng rồi. À mà anh kể thiếu rồi. Chứ bạn thì
hai chị em nó đã từng tham gia vào một nhóm nhạc nữ và cũng đã tách ra và thành một nhóm song ca, và sau đó lại tách thêm một lần nữa để theo sự nghiệp solo. Quen ta vì ai không? Huy biết rồi, nhưng mà Huy muốn để cho các bạn khán giả phải suy nghĩ và tìm xem hai chị em đó là ai. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay Phương Linh và Lê Huy đã đưa ra một câu hỏi dành tặng cho tất cả chúng ta. Nhưng trước khi giải đáp câu hỏi này thì Leo xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhớ lại trang web rất quen thuộc của chương trình, đó là www.sảnkhoaithaga.com.vn, nơi mà chúng ta có rất nhiều tài lẻ của các bạn khán giả được thể hiện. Và bây giờ sẽ là 4 clip của 4 bạn khán giả thắng cuộc của chương trình. Phương Linh và Lê Huy thì bây giờ Leo sẽ trả lời cùng với các bạn khán giả tại trường quay. Chúng ta hãy cùng đến với nhân vật tuần này của Leo and You sau ít phút nữa. May mẹ Yến Trang, Yến Nhi. Đường ai nấy đi, mặc dù là hai chị em. Tình yêu đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Khi nào vào cấp 3 thì mình mới yêu. Đó, đúng rồi đó.